Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở hiện tại trong phiên giao dịch buổi chiều tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới hồi phục trở lại, hiện tại chỉ còn giảm nhẹ 10,86 đô la Mỹ trên một ao và với tỷ lệ giảm là 0,55%. Hiện tại đang giao dịch ở mức 1980,15 đô la Mỹ trên một ao. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1970,34 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1993,41 đô la Mỹ trên một ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này đang giao dịch ở ngưỡng 98,065 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giữ đà giảm khá mạnh, giảm 2.660 đô la Mỹ trên một Bitcoin và với tỷ lệ giảm là hơn 6%. Hiện tại thì đang giao dịch ở mức 39.300 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,47%. Thời điểm này thì đang giao dịch ở mức 1,936% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng thì giá dầu thô cũng tăng khá mạnh trở lại, hiện tại tăng 1,580 đô la Mỹ trên một thùng và với tỷ lệ tăng là 1,44%. Thời điểm này thì mỗi thùng dầu thô đang có giá là 111,190 đô la Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá kim loại quý đảo chiều lao dốc mạnh sau khi chịu áp lực chốt lời từ các nhà đầu tư. Ngoài ra, sự sụt giảm mạnh của giá dầu thô với giá dầu thô Nimes đã giảm xuống quanh mức 111 USD mỗi thùng cũng là nguyên nhân khiến giá vàng đi xuống. Bên cạnh đó, vàng có thể đối mặt với mức kháng cự mạnh và khả năng giảm xuống gần 1930 USD, với một số hợp nhất quanh mức 1930 đến 2075 USD trong trung hạn. Theo các nhà phân tích, lợi suất trái phiếu cao hơn và cổ phiếu mạnh hơn có thể đè nặng lên giá vàng một lần nữa, trong khi phí bảo hiểm rủi ro sẽ bị xóa mòn. Nhưng nhu cầu vàng vật chất mạnh mẽ ở châu Á và rào cản suy si thoái có thể làm giảm mức độ giảm giá của vàng trong năm nay. Giá vàng trong năm 2022 được dự báo sẽ tăng cao. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng khi mua vàng trong thời điểm giá vàng trên đỉnh cao. Đặc biệt, người dân không nên đi vay tiền để đầu tư vàng trong giai đoạn biến động quá lớn. Nhà đầu tư cũng thận trọng khi đầu tư vào vàng miếng bởi loại vàng này có nguồn cung giới hạn sẽ khiến giá bị đẩy lên cao vọt. Nếu mua vàng tích trữ hoặc đầu tư trung dài hạn thì nhà đầu tư nên chọn những thời điểm vàng giảm giá, tránh những phiên sốt nóng để hạn chế rủi ro. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước ở thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch buổi chiều tối hôm nay. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Hiện tại thì giá vàng SCC trong nước thì đã quay đầu tăng trở lại nếu so với phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SCC tại ba thành phố lớn. SCC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6 triệu 790 nghìn, bán ra 6 triệu 970 nghìn, giảm 500 nghìn đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 50 nghìn đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. SCC Hà Nội mua vào 6 triệu 790 nghìn, bán ra 6 triệu 972 nghìn, giảm 50.000 ở chứ mua vào và vàừa bán ra FTC Đà Nẵng mua vào 6 triệu 790.000 bán ra 6 triệu 972.000 giảm 50.000 ở chưa mua vào và vàừa bán ra pinJ Hồ Chí Minh mua vào 6 triệu750.000 bán ra 6 triệu 930.000 giảm 90.000 ở chứ mua vào và chứa bán pin Hà Nội mua vào 6 triệu750.000 bán ra 6 triệu 950.000 giảm 50.000 ở chứ mua vào giảm 100.000 ở chưa bán ra Hồ Chí Minh mua vào 6 triệu 730.000 bán ra 6 triệu 930.000 giảm 70.000 ởớ mua vào giảm 120.000 ở chưa bán ra đôji Hà Nội mua vào 6 triệu 730.000 bán ra 6 triệu 930.000 giảm 70.000 ởớ mua vào giảm 130.000 ở chưa bán ra Phú quý Sc mua vào 6 triệu 700.000 bán ra 6 triệu 910.000 giảm 50.000 ở chưa mua vào 70.000 ở chớ bán ra Bảo tín Minh Châu mua vào 6 triệu 705.000, bán ra 6 triệu 920.000, giảm 65.000 ở, chưa mua vào, 90.000 ở, chưa bán ra. Mì hồng SGC mua vào 6 triệu 830.000, bán ra 6 triệu 940.000, tăng 80.000 ở, chưa mua vào, giảm 40.000 ở, chưa bán ra. Tiếp đến là giá vàng SGC ở một số ngân hàng. Ngân hàng s Bank mua vào 6 triệu 760.000, bán ra 6 triệu 910.000, giảm 90.000 ở, chưa mua vào, và chưa bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.760.000, bán ra 6.900.000, giảm 10.000 ở, chưa mua vào, 150.000 ở, chưa bán ra. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.700.000, bán ra 6.930.000, giảm 100.000 ở, chưa mua vào, 130.000 ở, chưa bán ra. Ngân hàng Việt Tiên Bank mua vào 6.790.000, bán ra 6.972.000, giảm 50.000 ở, chưa mua vào, và chưa bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm hiện tại thì giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác cũng quay đầu tăng trở lại. Hiện tại chỉ còn giảm 500.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang mua vào 6 triệu 790 000 bán ra 6 triệu 972 000 STC Cà Mau mua vào 6 triệu 790 000 bán ra 6 triệu 972 000 STC Huế mua vào 6, 6 triệu 787.000, bán ra 6 triệu 973.000. STC Bình Phước mua vào 6 triệu 788.000, bán ra 6 triệu 972.000. STC Biên Hòa mua vào 6 triệu 790.000, bán ra 6 triệu 970.000. STC Miền Tây mua vào 6 triệu 790.000, bán ra 6 triệu 970.000. STC Quảng Ngãi mua vào 6 triệu 790.000, bán ra 6 triệu 970.000, STC Long Xuyên mua vào 6 triệu 792.000, bán ra 6 triệu 975.000, STC Bạc Liêu mua vào 6 triệu 790.000, bán ra 6 triệu 972.000, STC Quy Nhơn mua vào 6 triệu 788.000, bán ra 6 triệu 972.000. STC Phan Rang mua vào 6 triệu 788.000, bán ra 6 triệu 972.000, STC Hạ Long mua vào 6 triệu 788.000, bán ra 6 triệu 972.000, STC Quảng Nam mua vào 6 triệu 788.000, bán ra 6 triệu 972.000. Tiếp đến là giá nhận bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch buổi chiều tối hôm nay thì giá nhận bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn duy trì đã giảm. Hiện tại giảm trong khoảng 292.000 cho đến 700.000 đồng trên mỗi lượng, hay là trong khoảng 29.200 cho đến 70.000 đồng trên một chỉ. Thời điểm này thì đang được niêm ít như sau: nhận bù số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.580.000, triệu 580 bán ra 5.680.000, triệu 680 giảm 60.000 ở trừ mua vào 70.000 ở trừ bán ra vàng 4 số 9 và 5 triệu 550.000 bán ra 5 triệu 650.000 giảm 60.000 ở chưa mua vào 70.000 ởừ bán ra vàng 24k mua vào 5 triệu 464,1.000 bán ra 5 triệu 594,1.000 giảm 69.300 ở chưa mua vào và chưaa bán vàng 18k mua vào 4 triệu 0 trăm 000 bán ra 4 triệu 252,9.000 giảm 52.500 ở chiều mua vào và chiều bán Vàng 14k mua vào 3 triệu 109,3 nghìn bán ra 3 triệu 309,3 nghìn giảm 40,8 nghìn ở chưa mua vào và chưa bán ra vàng 10k mua vào 2 triệu 171,3 nghìn bán ra 2 triệu 371,3 nghìn giảm 29.200 ở chưa mua vào và chiều bán ra Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.